người các chị đang có mặt này bằng đang có mặt tại địa chỉ đó cũng như là tại một cái gọi là cái công ty áo cưới nhìn nó phù hợp hơn là cái tiệm áo cưới á. Thì mọi người đến đây mọi người sẽ thấy nguyên một cái tiệm áo cưới nó rất là lồng lộn và đặc biệt giống như cái bộ đồ mà các chị đang mặc đây nè. Đó, mọi người thấy không, xuất sắc hay chưa? Rất là đẹp của nhà mọi người nha, nặng trên gần 20kg hoặc là trên 20kg gì đó. Thì ngày hôm nay các thi đang đứng đây và làm cho mọi người một bộ ảnh rất là xuất sắc và tuyệt vời. Mong mọi người đến anh Lê Long Dũng. Lê Long Dũng, quên mẹ tên. Lê Long Dũng, mọi người thấy em giống như cô dâu Thái Lan. Sao quên nhìn khạp. Đây mọi người coi em nha. Cái này là cái bán nhẹ nhất ở đây. Cái bán nhẹ nhất ở đây hết trời. Chị đang lau nhẹ gì chứ? Không, chị đang đi quốc em coi. Dọc nữa nè. Chị đang lau nhẹ luôn. Chị đi thử giùm tóm dòng đó chị. Bỏ ra. Sao mà để gái tùy miệng giờ biết thành trai. Chỉ là giữ vui thôi mọi người. Giữ là giữ vui nghe mọi người nha. Mong mọi người ủng hộ và chia sẻ kênh cho cha Rầu nè, cũng như là Chiếc Di nè. Rồi thêm Sài Gòn Gù Khô là Sài Gòn Gù mọi người. Đây okay, xuống đây xuống cho qua như đây. Ok, bỏ này kìa. Ok, đi luôn đi luôn đi. Mọi người tin rằng một điều này không? Các Thi nói với mọi người một điều rất là chấn động. Không có thách, mình đã quyết định mình đi rồi, không có thách được. Nhưng mà Các Thi dám mặc bộ đồ này, Các Thi ra mua bánh mì Như Lan. Thì Các Thi đang chụp hình tại tiệm áo cưới anh Lê Long Lê Long Dũng. Nhưng mà đặc biệt đây anh Lê Long Dũng là cháu ruột của dì Như Lan. Cho nên Các Thi sẽ qua bên Các Thi ủng hộ một bịch một ổ bánh mì chỉ chừng 35.000 thôi. Chừng 35.000 để nó bánh bịch bánh tráng trộn lộn lưỡi má ơi. Đây mặc bộ đồ này nè. Chị giá là cả 100 triệu, hai mấy trăm triệu. Nhưng mà bây giờ Các Thi dám mặc bộ đồ này, Các Thi qua bên mua bánh mì Như Lan của dì của anh Lê Long Dũng nha. Đây, bây giờ mình chuẩn bị mình đi đi nào vậy? Đi thang máy à? Đi thang máy à? Tôi biết. Đi thang máy được không? Nào thang máy được. Thang máy được. Nhưng mà có mình chị Hy xuống à? Rồi, ok. Rồi. Cho bà xuống trước đi. Chị xuống trước đi đứng đó. Hai ba người đỡ bộ qua cái thùng trong. Ủa cái này là mình đang trên lòng máy vậy? Lòng lửng á. Lửng thì mình xuống được không? Chị đi xuống đi. Dưới cái bàn. Từ từ. Nó dậy chờ rất là khổ tâm. Đi thang bỏ xuống thôi. Lấy cái lượt theo đi. Hứng tại dưới. Làm lấy cái lượt theo. Các Thi sẽ đi qua bên đó, Các Thi mua một gói bánh mì Như Lan. Mua bánh trung thu đi. Bánh trung thu được không? Dạ. Bánh trung thu nữa. Tại mua bánh mì trứng muối. Bánh trung thu. Những cái mấn em ơi. Vừa vô không? Không vừa. Vừa. Vừa được không? Đá vô anh, đá vô anh. Vô được mấy người, Sài Gòn Go cho gồng. Vô luôn. Em ngồi xuống. Vô được luôn hả? Vô luôn. Cha đồng vô luôn. Cha đi luôn. Cha đồng đi bộ rồi. Được không? Vô luôn. Vô đi. Vô luôn anh, nào đó hú thì ra. Nó hú thì ra. Chấn động. Không, chấn động luôn á thiệt. Rồi ok, bấm G đi em, bấm G. Bấm cho em. Chữ G. Dũng tóc để trẻ. Rồi. Giờ Các Thi mặc bộ đồ như thế này, Các Thi chủ yếu là mục đích của Các Thi là chỉ làm đi mua bánh tráng thôi nha mọi người nha. Mà không phải mua bánh tráng. Ấy là quên mẹ, mua bánh mì thu Như Lan. Ủa sao không ai đi hỗ trợ hết vậy? Đang quay phim mà. Dạ vậy hả? Mọi người thấy cái tiệm rất là chấn động không mọi người? Bỏ cửa nhà luôn coi. Chơi. Cho tôi mượn đôi dép. Ra đi. Chết bà, mình có dép. Đi dép kia, đi dép kia cho nó. Rồi mở vậy luôn á Châu. Đẩy vô, đẩy mạnh vô luôn cho đồng cho đúng luôn. Đó. Ừ. Rồi. Rồi. Chết cha rồi, không có đường đi nè. Ủa Hà Na ai xuống cái vụ này vậy? Ừ, ok. Cảm ơn em, một lát nói chuyện sao. Được đâu tôi ra giờ. Rồi, đi, em đi. Đây, bây giờ chỉ là mua bánh mì thôi đó. Chỉ là mua bánh mì với lại mua Em bây
giờ đi đường nào. Ừ biết rồi, biết rồi. Gửi mấy cái này ra. Ok. Đường nào, đường nào, đường nào. Đây ra, đây, đây, đây. Bây giờ mình muốn như mày như Lan cho mọi người nha. Mong mọi người theo em. Được không? Có ai cắm đi chơi không? Thôi được mà. Ai cũng nhìn có hay luôn mà. Đúng rồi. Chết buộc. Thấy cái mè, thấy cái mè gà đó bà nội ơi. Rồi ok. Rồi rồi. Đây. Khoan, hình như có người chỉ muốn chụp hình phải không? Em muốn chụp hình phải không? Rồi vô đây chụp hình với chị nè. Vô đây. Không, mặt em xấu à. Trời, thấy ghét quá. Xong chưa? Bây giờ Cathy sẽ ghé qua tiệm bánh mì Như Lan. Mà cái tiệm bánh mì này mọi người nghe rất là nhiều. Và bây giờ Cathy sẽ chính thức đi ra đây. Vào đây. Chạy luôn. Hello. Bây giờ trước khi muốn mình như Lan, Cathy phải đón xe. Mà chắc Cathy nghĩ là Cathy để Cathy đón xe của anh mấy anh Bi quá à. Em cười em khóc vậy? Để các... Con xã. Ý hồn kìa. Đừng có kêu tên anh vậy em. Nắm cái tùng lên đi. Nắm cái tùng lên hả? Ơi nó coi chừng có nước đó nha. Ngân nắm lên khúc này có nước nữa anh. Bà lanh dữ không? Đây bánh mì. Ở đây luôn. Trời chết rồi, chết rồi. Trời ơi sao nó gịch cái đầu tôi hoài vậy? Rồi đi đây. Rồi, bánh mì. Ủa, anh bánh mì Như Lan đây hả? Chết rồi, phải có này nè má ơi. Ủa bây giờ mình... Bên đâu anh hả? Chỉnh tóc cái được không? Nó bị bung cái bung. Ok, chỉnh tóc đó, nha. Chỉnh tóc đi. Nó bung bung miệng đúng không? Mọi người khoan từ từ. Trước khi qua Như Lan mình cũng phải làm cho đàng hoàng tử tế. Đây là một cái thương hiệu bánh mì nổi tiếng tại Sài Gòn. Cách đây khoảng mười mấy năm về trước á mọi người. Nhưng mà bây giờ vẫn còn cái thương hiệu này nó còn rất là gọi là sao ta. Cái tên tuổi nó vẫn còn đặc biệt á mọi người. Vẫn còn nhiều người biết đến và ăn nó cũng rất là mùi hương, nó rất là đặc biệt luôn. Thiệt. Thật sự hồi xưa mà bánh nghe rất bánh mì Như Lan chứ nào. Bánh mì cao cấp á, gọi là bánh mì cao cấp á, bánh mì ok nhất tại Sài Gòn. Rồi. Và mùa là con miệng em lọt rồi là. Anh cho nó ngã ra sao đi. Nó lọt. Và đặc biệt nhiều hơn á mọi người biết không? Bây giờ á vô mùa bánh trung thu gầm trung thu rồi thì mong mọi người nhớ là địa chỉ bên bánh mì Như Lan rất là xuất sắc mọi người nha. Bây giờ các thầy đường Hàm Nghi, nằm ngay đường Hàm Nghi và Hồ Tùng Mậu. Đó, mọi người sẽ thấy được cái thương hiệu bánh Như Lan. Mọi người ơi, người ta đứng ra ta đợi y chang là bánh tráng trộn của em vậy đó. Hả? Chị. Hello chị. Ủa, đây hả? Đây nè mọi người. Ảnh chơi đẹp luôn á. Ở đây là bánh mì Như Lan hả chị? Em xin giới thiệu với chị, em tên là Như Hạch. Em thích bánh mì Như Lan. Ủa, bây giờ mình làm gì? Bánh mì Như Lan. Sao cái ekip quá? Lấy một ổ bánh mì truyền thống. Đầy đủ. Ớt nhiều. Bỏ chút gia vị BD. Và thêm một vị ô môi. Và tránh trường hợp là cái đồ nào tan chảy BD nha chị. Tại vì BD trong người em nó đang càng ngày càng phát triển á. Thì đừng có cho cái mùi gì mà nó làm tan chảy mùi BD em tội nghiệp nha. Cho em hành nhiều luôn nha chị. Và một cái cửa tiệm mọi người coi nè, quay đây nè đó. Rất là xuất sắc mọi người nha. Và đặc biệt trong mùa gầm trung thu như thế này thì đặt tại cửa tiệm bánh mì Như Lan nổi tiếng ở Sài Gòn mình á mọi người. Có thêm một phần nữa là mọi người biết là gì không? Bánh trung thu. Và đặc biệt bánh trung thu hai trứng. Các thi rất là thích cái nào mà có trứng nha mọi người. Bên đây bánh mì, mình đứng địa chỉ rồi. Từ từ mẹ ơi mẹ, đi lộn địa chỉ. Trời ơi, đứng bên bánh mì mà đi quảng cáo trung thu. Đây trung thu mọi người. Đó, nó có đầy đủ tất cả các đồ ăn. Và đặc biệt là trung thu nè. Những cái thành phần nó rất là ngon luôn á.
giá dao động từ 100 mấy tới 200 mấy là cao. Một cái bánh như vậy rất là đặc biệt. Lấy cái hộp đặc biệt 6 cái đi chị. Cho anh một cái hộp đặc biệt 6 cái đi em. Dạ nghe anh ơi. Cái thằng nói không sao, thằng dậm lại mới đau á. Vào cái vào cửa hiệu nó rất là ngồi mọi người ta nhìn đó. Rất là trang hoàng và đầy đủ mọi người hả? Đó. Nhân viên cũng dễ thương đó mọi người. Ủa đây có nhân viên BD không vậy anh? Ủa anh BD hả? Bóng muộn. Anh muộn rồi. Em đây cái áo cưới chị, em đừng có tưởng cái nùi vẽ nha. Em dậm chân là chết chị đó em, đừng nha. Người người giùm chị nghe. Đó mọi người có đồ ăn, đồ thức uống đầy đủ luôn. Hả? Đây là bên bánh bông. À chỗ trung thu được rồi hả? Nó lùi về chỗ trung thu được rồi. Cho em cái trung thu 6 cái đặc biệt á. Và ở đây cũng có đầy đủ tất cả các loại trung thu luôn mọi người. Cho nên mọi người cứ tự tin đến đây. Và hồi cách đây mười mấy năm về trước á, các thi có nghe là bánh mì Như Lan. Thật sự nghe bánh mì Như Lan rất là nổi tiếng vào thời điểm bấy giờ đó mọi người. Các thi vừa nghe bánh mì Như Lan mà các thi cũng chưa có từng ăn bao giờ. Các thi chưa từng ăn bao giờ luôn. Nhưng mà bữa nay các thi có duyên chụp hình tại anh Lê Long Dũng, địa chỉ là 3/19/41 tiệm áo cưới Lê Long Dũng. Rất là xuất sắc. Địa chỉ Hồ Tùng Mậu, 3/19/41 Hồ Tùng Mậu nha mọi người nha. Anh Lê Long Vũ là cháu ruột của dì Như Lan. Đó chưa? Rất là xuất sắc, rất là có duyên. Đến đây cũng như là quay cho mọi người biết địa điểm bánh mì nổi tiếng tại Việt Nam. Thì mong mọi người đến đây. Dạ chào mẹ. Mẹ già như chuối chín cây, gió lai mẹ gụng cô cúng heo quay. Hello mẹ. Dạ. Ủa mẹ cười hay mẹ khóc vậy? Đừng có thấy con mẹ khóc hả? Ủa vậy là khóc hả? Ôi con tưởng mẹ khóc quá hồn. Con tưởng mẹ vui quá mẹ khóc. Dạ mong mọi người ủng hộ. Em quay chị hả? Cái gì quay đi em. Chuyển khoản cho chị 500 trước đi. Rồi tiếp tục mình quay nghe. Giỡn chứ quay đi em. Giỡn á. Chị ơi. Dạ. Rồi. Ai mua thì vô tính tiền đó không sao đâu mọi người. Đây các thầy mượn coi. Đây anh Lê Đông Dũng đó mọi người. Anh Dũng cứ đứng cái bên luôn. Rất là ngon và đặc biệt mọi người hả? Đây bên trung thu có đủ tất cả các màu luôn mọi người. Có hai màu mọi người nhé. Em quên. Có đậu xanh này. Có đậu xanh. Mình có hạt sen phô mai này. Hạt sen phô mai. Và đặc biệt là có di cá. Di cá luôn. Trời ơi có di cá. Có tổ yến nữa. Tổ yến luôn. Trời ơi đảo vậy. Trời ơi. Như vậy là vừa thập cẩm này nọ đầy đủ hết. Là bao nhiêu anh hả? Một phần này chỉ có 780 thôi. Trời ơi 780. Nhưng mà cái này là bánh trung thu 6 cái đặc biệt nha mọi người nha. 780 giờ đặc biệt mọi người sẽ làm quà. Và mọi người chuyển đi tất cả các nước. Hoặc là mọi người chuyển vòng vòng làm quà xính lễ. Và cũng như là mọi người làm quà. Cũng như là ai mà muốn cầu hôn em bằng cầu hôn bằng bánh trung thu vẫn được nha mọi người nha. Còn cầu hồn vẫn được luôn mọi người ơi. Mua về cúng ông bà vẫn được không sao nha mọi người. Đây là tấm lòng và đây là đồ ăn rất là chất lượng. Thật sự bánh mì Như Lan mọi người biết nghe tên tuổi bánh mì Như Lan. Nổi tiếng khắp đất nước Việt Nam. Cũng như là hồi đó và bây giờ luôn. Bây giờ vẫn còn nổi tiếng nghe tới bánh mì Như Lan là hầu như là cỡ lứa tuổi nào người ta cũng biết hết á. Mà mọi người muốn ăn bánh mì Như Lan thì mọi người cứ việc ghé qua bên đường Hàm Nghi số mấy vậy trời. Ở chơi chút mẹ. Có cha nội này kìa. Okay. Số 50 Hàm Nghi. Đó, kế bên tiệm áo cưới luôn và đặc biệt rất là cao ráo và mát mẻ đến mọi người. Mọi người đừng có ngại. Đến đây á số lượng khách cũng đông như chăn bánh tráng trộn vậy đó mọi người. Đó, đặc biệt đông hơn là có mấy chị Tám chị đứng kế bên em nữa nè, rất là dễ thương. Không, hả? Tấm lưu. Tấm lưu. Đó, tấm lưu. Tú làm. Rồi các thầy lấy hộp bánh luôn. Ok. Đó. Cho ngày hôm nay mọi người thấy không? Rất là vinh dự được chụp hình tại anh Lê Long Dũng tại địa chỉ 3/19/41 Hồ Tùng Mậu và cũng như là đường 50 đường Hàm Nghi tại đường Hàm Nghi bánh mì Như Lan. Bánh mì Như Lan rất là nổi tiếng nha mọi người nha. Rất là nổi tiếng luôn các thi nói thiệt. Thời bây giờ là rất là nổi tiếng tại đường Hàm Nghi. Hồi xưa là cái đường này nó còn nhỏ xíu hơn anh. Rồi. Bây giờ các thi đã nhận được cái phần bánh trung thu Như Lan. Rồi. Rất là xuất sắc mọi người hả? Hộp rất là bự mà nặng lắm nha. Một hộp như vậy cầu gần 2 kg á. Bánh không gần 2 kg á, nặng. Mà rất là chất lượng. Nó thật sự cầm vô là nhìn
cái thương hiệu Như Lan, mọi người thấy không, cái thương hiệu Như Lan nè, thấy không đó, mọi người thấy cái thương hiệu Như Lan không? Hôm nay em làm trời làm đất luôn á. Về hả? Đây mình qua đây mình lấy bánh mì khoan. Bé sen, bé sen, cái đầm, cái đầm cho gờ cái dù cui cái coi. Lấy bánh mì, lấy bánh mì. Bánh mì ở thứ này hả? Rồi, cho các thi lấy ổ bánh mì hả? Rồi một lát nữa bên có không, có tiền lẻ không, đưa luôn đi. Ừ thôi rồi, ok em có đầy đủ tất cả mọi người hả? Sao lép quá nha, có chừng nước. Ủa sao anh nhìn vú em hoài vậy? Làm ê, được không, được không, có chừng nước. Bên đây nữa nè, bên đây nữa nè, bên đây. Trời ơi, thật là một ngày. Các thi đã làm chọn nhiệm vụ rồi. Đi ra ngoài luôn ha, thôi đi vô đường trong đi. Đi ra ngoài được không? Đi đường ngoài đi. Không sao đâu. Đường trong hay đường ngoài? Ôi trời ơi, qua Vitico. Qua Vitico kết quốc đi mọi người. Cầm giùm các thi đi. Phố đi bộ nè, Vitico hả? Thôi Vitico thôi. Qua Vitico đi. Anh thấy cái trời có nóng không? Hãy chui vô váy em đi. Em cho anh coi cái này lạ lắm. Em đang quét sân cho Sài Gòn mình nó đẹp đó anh. Anh thấy em đem theo quyền đi. Nè, quay từ xa xa tôi đi cấp quốc cho coi. Còn là trời, cái gì đâu mà Như Lan giàu quá vậy trời. Như Lan giàu ghê luôn á. Nguyên cái đường mà Hồ Tùng Mậu này xíu điều muốn là nhà của ổng hết luôn á, nhà của bà hết luôn á. Đó rồi, cắt bánh trung thu ăn nè. Ok ok, cắt bánh. Cắt luôn một đường nè. Thay đồ mà cắt bánh trước nha. Cắt bánh mà cắt bánh đồ bằng đồ mới đi.